Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Thi Thúy Ngân dỗi cả thế giới. Trong một lần nghỉ giải lao giữa các set quay ở Bảy Nụ Cười Xuân, Lan Ngọc lập tức đắm chìm với món bánh tráng, thậm chí còn nhai ngấu nghiến để trêu chọc Thúy Ngân. Hoa Săn Mồi thấy vậy liền nhắc nhở: "Chị Ngọc ăn vậy mập là mai mốt mọi người đổ thừa. Chị nói em mập xong rồi, chị mập đó." Khiến Ngọc Ngọc hốt hoảng, dặn đừng làm bánh tráng cho cô nữa. Thấy mọi người vẫn không ngơi tay tiếp tế bánh tráng, Thúy Ngân tỏ vẻ căng thẳng: "Mấy đứa này đừng có bắt chị Ngọc ăn nữa, kỳ cục quá, tức chết đi thôi." Rồi giật lấy ăn hộ là mọi người không nhịn được cười. Cũng trong buổi quay này, Thúy Ngân đã bị Chris Van bắt gặp đang gặp bánh tráng, chuẩn bị bỏ vào miệng. Thấy Chris đi tới, cô lập tức chối bay và nói mình chỉ đang ngửi xem bánh tráng có bị hư không thôi. Vừa người đúng không? Chuẩn đúng không? Dễ thương đúng không? Cô vui vẻ hỏi nhưng không ngờ đối phương phủ phàng đáp chị Ngân tùy nhiêu hơn trước. Trương Thế Vinh cũng tranh thủ trêu chọc: "Mày quay xa ra, không thôi chàng màn hình. Mọi người sao vậy? Cả thế giới này ai cũng ốm, thì làm sao có một điều khác biệt? Phải có người mập thì mới tôn vinh được những người ốm. Em có hiểu không?" Cô giải thích. Trước câu nói nghe vô lý nhưng lại có lý của Hoa Săn Mồi, Chris Van phải đứng hình trong giây lát rồi gật đầu công nhận. Trước khi rời đi, Thúy Ngân không quên bày tỏ sự bức xúc lần cuối. Chết thiệt, nguyên cái chương trình ai cũng ốm, game show gì mà ai cũng ốm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên để lại bình luận và đăng ký kênh để nhận những tin tức mới nhất và hấp dẫn tại Bắp Channel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.